Chào mừng mọi người đã đến với chuyên mục tiêu điểm VGC Pokemon mỗi tuần. Nó sẽ giới thiệu cho các bạn về các Pokemon và lối chơi của các Pokemon đó trong VGC để giúp mọi người có thể dễ dàng chọn ra những phong cách chiến đấu cho các Pokemon mà các bạn yêu thích. Ở tuần trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Corridon, Pokemon đem lại cái nắng được cháy của mùa hạ. Đến nay, mùa hạ cũng đang dần kết thúc để nhường chỗ cho những cơn mưa. Liên quan đến những cơn mưa thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Kyogre, huyền thoại của biển xanh. Được biết đến là một trong những Pokemon đầu tiên trên thế giới trong thời cổ đại. Với sức mạnh của bản thân, Kyogre đã tạo nên những cơn mưa lớn trên hành tinh để mở rộng đại dương và nâng mực nước biển lên cao. Với sức mạnh điều khiển nước của bản thân, Kyogre liệu có thể làm chủ được sân đấu với cơn mưa của mình hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm vào phần sức mạnh của Pokemon này trong phần tiếp theo. Tổng quan về sức mạnh. Với danh xưng là vị thần của đại dương, Kyogre mang trong mình một sức mạnh cực kỳ to lớn. Với cơ thể đồ sộ, con cá béo này cũng mang trong mình khả năng phòng vệ hoàn hảo trước kẻ thù. Với những chỉ số mà nó có được, dễ dàng nhận thấy Kyogre rất mạnh ở mảng tấn công đặc biệt, cũng như là rất chắc chắn ở mảng phòng thủ, nhất là mảng phòng thủ đặc biệt. Tốc độ và thủ vật lý của nó tuy không cao, nhưng vẫn đủ để Pokemon này có thể đối phó với những kẻ thù mà nó gặp phải. Đặc tính Drizzle, khi xuất hiện trên sân, Pokemon này sẽ triệu hồi thời tiết trời mưa. Với đặc tính này, khi trời mưa xuất hiện, sát thương đòn tấn công hệ nước của Kyogre sẽ được tăng thêm 50%, cùng đó là làm giảm đi 50% sát thương từ các chiêu hệ lửa. Cùng với đặc tính này thì khả năng tấn công lẫn phòng thủ của Kyogre hay các Pokemon đồng minh đều được củng cố. Mang trong mình đơn hệ nước giúp cho Kyogre giảm được sát thương từ các hệ lửa, nước, băng và thép, nhưng sẽ là bị khắc chế bởi điện và cỏ. Về điểm mạnh và điểm yếu của Pokemon, từ những thông tin cơ bản ở trên, chúng ta có thể thấy được điểm mạnh của Pokemon này là rất tốt ở mạng tấn công. Bên cạnh đó thì thủ đặc biệt của nó cũng rất tiềm năng, với đơn hệ nước cũng khiến nó không bị khắc chế bởi quá nhiều kẻ thù trên sân đấu. Điểm yếu của nó có lẽ là nằm ở mạng phòng thủ vật lý chưa đủ đảm bảo, khi hiện nay trên đấu trường có rất nhiều Pokemon hệ cỏ mạnh ở mạng vật lý như là Okapon hay Rillaboom sẽ là khắc tinh cực kỳ lớn đối với Kyogre. Về lối chơi, qua điểm mạnh và điểm yếu kể trên, với một Pokemon có thể thay đổi điều kiện thời tiết, tụi mình sẽ đưa ra lối chơi phòng thủ và rút máu đối phương ở lúc đầu. Về cuối sẽ là tấn công và kết liễu trận đấu cho Kyogre. Nhờ vào khả năng phòng thủ của Pokemon này, cùng với những đồng đội để phòng thủ ở giai đoạn đầu, đến khi đối thủ suy yếu thì chúng ta sẽ tấn công để giành chiến thắng. Về đồng đội đi cùng, tụi mình sẽ đưa ra những đồng đội đồng hành với Kyogre để có thể phát huy được lợi thế thời tiết khi tấn công, cũng như là sự kết hợp hoàn hảo để lấp đầy những điểm yếu còn lại của Kyogre. Wuchin sẽ là Pokemon đứng ở vị trí hỗ trợ và cấu máu đối thủ. Như đã nói ở phần lối chơi, với đặc tính Tablet Sprung, nó có thể giảm sát thương từ các đòn đánh vật lý, sẽ là bổ trợ hoàn hảo cho khuyết điểm ở mảng phòng thủ vật lý của Kyogre. Lich Seed sẽ là chiêu thức chính dùng để cấu máu của đối phương, cũng như là hồi phục lại lượng máu cho bản thân. Bên cạnh đó thì nỗi lo hệ lửa của Wuchin cũng sẽ được trời mưa của Kyogre làm giảm đi đáng kể. Pollen Pop là chiêu thức tấn công hoặc có thể hồi phục một nửa cái máu cho đồng minh. Rotation là chiêu thức khiến cho kẻ thù bị giảm 50% sinh lực, rất tốt khi đối đầu với những đối thủ mạnh ở mảng phòng thủ. Protect sẽ giúp bảo vệ bản thân và tận dụng tốt khoảng trống khi phòng vệ để hồi phục sinh lực nhờ vào Lich Seed. Clefairy là Pokemon đảm nhiệm vai trò phòng thủ cho đội hình, với khả năng giảm sát thương đáng kể cho các đồng minh nhờ vào đặc tính Frengar. Ngoài ra nó còn có những chiêu thức hồi phục hay hỗ trợ cực kỳ tuyệt vời. Life Steal sẽ giúp bản thân và đồng minh hồi phục. Sing dùng để ru ngủ đối thủ, tạo thêm khoảng trống để tận dụng Lich Seed hoặc là để đảo Pokemon khác ra trận một cách an toàn. Follow Me hỗ trợ hút sát thương về phía mình thay cho đồng minh. Protect để bảo vệ bản thân, tạo khoảng trống để nhận biết đối thủ sẽ làm gì. Incineroar là Pokemon đảm nhiệm vai trò quấy rối và tấn công đối thủ, nhờ vào đặc tính Intimidate của bản thân sẽ làm giảm khả năng tấn công vật lý của đối phương và các chiêu thức cực kỳ khó chịu mà Pokemon này có thể học như là Knock Off hoặc là Fair Blitz để tấn công đối phương. Trong đó Knock Off sẽ có khả năng phá trang bị mà đối phương đang sử dụng, còn Fair Blitz là chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ khi gặp những đối thủ có thời tiết trời nắng như là Corridon. Will-O-Wisp sẽ là chiêu thức quấy rối dành cho những đối thủ cực kỳ mạnh mẽ ở mảng vật lý và khiến cho kẻ địch bị dính bỏng, làm giảm 50% sát thương vật lý khi dính phải. Parting Shot dùng để giảm một bậc công vật lý và công đặc biệt của kẻ địch, khiến đối thủ trở nên yếu hơn và có thể đảo đồng minh ra sân một cách an toàn. Fake Out sẽ là chiêu thức ưu tiên khiến cho đối thủ bị choáng, tạo ra khoảng hở để đồng minh tấn công. Tornadus là Pokemon vừa tấn công vừa hỗ trợ thời tiết và tốc độ cho đội hình. Với đặc tính Prankster thì Tornadus có thể thi triển các chiêu thức hỗ trợ rất nhanh chóng. Chiêu Tailwind giúp tăng gấp đôi tốc độ cho tất cả đồng minh trong 4 lượt. Rain Dance để tạo thời tiết trời mưa khi gặp phải những đối thủ có khả năng gọi thời tiết khác.
Baton, dùng để quấy rối những đối thủ set up chiêu thức. Liquid Storm, dùng để tấn công, cũng như là được tăng tỷ lệ đánh chính xác trong trời mưa. Overquill và Urshifu Rapid Strike sẽ là hai Pokemon có thể đảm nhiệm vai trò tấn công vật lý còn thiếu trong đội hình. Với Overquill là Pokemon hoàn hảo với tốc độ cực nhanh trong trời mưa, cùng đặc tính Swift Swim, nó có thể khắc chế được Okapon hay là Rillaboom. Urshifu Rapid Strike sẽ là đấu sĩ hoàn hảo khi đứng dưới trời mưa, với khả năng đánh xuyên phòng thủ, cùng với khả năng gây ra những đòn chí mạng, sẽ là một cơn ác mộng cực kỳ to lớn với đối thủ ở trong trời mưa. Về chiến thuật, với lối chơi kể trên, cùng với những đồng minh mà chúng tớ đã lựa chọn, thì chiến thuật dành cho Kyogre sẽ như sau. Ở những lượt đầu, Wuchin sẽ là Pokemon ra sân cùng với là Clefairy hoặc là Incineroar để quấy rối và hút máu đối thủ từ từ. Khi thành công, có thể luân phiên rút một trong hai Pokemon về để đưa Kyogre ra sân và tấn công. Khi thấy không ổn thì rút vào nhằm giữ lại được đầu ra sát thương chủ lực của chiêu Water Spout, cũng như là để tái thiết lập lại trời mưa. Pokemon còn lại đi chung trong đội hình có thể là Tornadus khi muốn tạo đột biến về tốc độ. Còn nếu không thì nên lựa chọn các Pokemon tấn công vật lý tốt còn lại trong đội hình. Đối với dạng chiến thuật này, sẽ rất cần các nhà huấn luyện đảo Pokemon ra sân hợp lý với việc khắc chế để đảm bảo phòng thủ và rút máu đối phương nhiều nhất khi có thể cho đến khi tấn công. Thế nên đây sẽ là kiểu chiến thuật cần nhiều sự đột biến từ các nhà huấn luyện và kinh nghiệm để có thể đi đến chiến thắng. Về điểm yếu của chiến thuật thì đối với chiến thuật này, ở giai đoạn đầu sẽ là rút máu đối thủ và quấy rối, cũng như là hồi phục cho đồng minh sẽ được thi triển bằng các chiêu thức hiệu ứng. Thế nên thì khắc tinh lớn ở giai đoạn đầu sẽ là chiêu Taunt. Chiêu này sẽ ngăn không cho đối thủ sử dụng các chiêu hiệu ứng. Điều này sẽ làm phá vỡ chiến thuật của chúng ta. Hoặc là chiêu Lich Seed, đối thủ có thể đảo Pokemon khác ra sân nhằm xóa bỏ hiệu ứng của chiêu này. Với giai đoạn 2 là tấn công kết liễu thì bạn có thể gặp bất lợi khi không lựa chọn Pokemon đảo ra sân phù hợp. Vậy nên cần lưu ý đoán các bước đi tiếp theo của đối thủ trước khi quyết định đảo Pokemon ra sân. Về việc xây dựng sức mạnh, đối với chiến thuật kể trên thì chúng ta sẽ xây dựng sức mạnh cho Kyogre như sau. Tụi mình sẽ khuyến khích đầu tư lần lượt vào các mảng tấn công đặc biệt để có thể tối ưu khả năng phòng thủ và tấn công cho Kyogre. Còn các chỉ số còn lại chúng ta có thể đầu tư vào sinh lực để có thể tăng khả năng trụ sân cực tốt cho Kyogre luôn. Ở mảng EV thì chúng ta cứ nâng tối đa các chỉ số từ chỉ số tấn công vật lý để tránh trường hợp bị confused hoặc là tấn công bởi foul play. Về đặc tính thì Thrizzle luôn là đặc tính tốt nhất cho Kyogre để giúp tạo thời tiết trời mưa, vừa tăng khả năng tấn công, vừa giảm sát thương hệ lửa cho đội hình và nâng cao hiệu ứng có lợi cho Kyogre và đồng minh. Về tính cách thì Mordes sẽ là tính cách phù hợp nhất để gia tăng tối đa sức tấn công đặc biệt cho Kyogre. Về hệ Terra thì hệ cỏ sẽ là hệ Terra tốt nhất dành cho Kyogre vì có thể loại bỏ đi các điểm yếu của hệ nước, cũng như là hệ cỏ nếu trong thời tiết trời mưa sẽ không quá e dè trước những đòn tấn công hệ lửa. Trang bị mang theo thì có thể là trang bị ở Soul Vest để tăng cường thêm khả năng phòng thủ ở mảng phòng thủ đặc biệt vốn đã cao của Kyogre, giúp việc chống chịu trở nên tốt hơn. Terra hệ cỏ cũng có rất nhiều quyền lợi cho Kyogre, như việc không thể bị ru ngủ bởi chiêu Spore của Omongus, giảm 1/2 sát thương bởi chiêu ưu tiên Grassy Glide của Rillaboom, cùng với những chiêu hệ cỏ khác khiến cho khả năng trụ sân của Kyogre trở nên tốt hơn. Về chiêu thức mang theo thì Water Spout sẽ là chiêu thức tất sát cực kỳ mạnh mẽ của Kyogre khi đang đầy máu và hoạt động trong trời mưa. Origin Pulse sẽ là chiêu thức tấn công hiệu nước cực kỳ hiệu quả khi đứng dưới trời mưa. Chỉ có điều là chiêu này chỉ có 85% khả năng trúng. Và chiêu này sẽ là chiêu dự phòng. Nếu sinh lực của Kyogre bị giảm xuống hơn một nửa, khiến cho sát thương của chiêu Water Spout bị giảm đi, thì chiêu Origin Pulse này sẽ là chiêu tấn công thay thế. Thunder dùng để đối phó với các Pokemon hệ nước và bay. Hơn hết thì đây sẽ là chiêu thức luôn luôn chính xác khi sử dụng trong trời mưa. Ice Beam dùng để đối phó với các tinh chính của Kyogre hay các Pokemon hệ cỏ, cũng như là hiệu ứng khó chịu mà chiêu thức này có thể mang lại. Và bây giờ sẽ là một trận thực chiến để chúng ta có cái nhìn rõ hơn về Kyogre. Bên Pokemon chủ lực của đối thủ đang là Coraidon, một Pokemon có thời tiết trời nắng, sẽ có khả năng được dùng để đè thời tiết trời mưa của chúng ta. Bên cạnh đó thì con Rillaboom bên kia cũng khá là đáng sợ, vì nó là khắc tinh cứng của Kyogre, cho nên là cũng nên mang theo Clefairy để giảm sát thương cho đồng đội. Như chiến thuật tác chiến chúng ta đã nói trên thì chúng ta nên để cho Kyogre ra sân ở hồi sau trận đấu. Nếu đã sử dụng Kyogre gọi trời mưa thì chúng ta sẽ cho thêm Overquill với đặc tính bơi nhanh nữa để tận dụng tối đa khả năng trong trời mưa. Đối thủ đã cho ra sân Grimmsnow cùng với lại Chimpao. Bên chúng ta thì sẽ có Clefairy cùng với lại Wuchin. Clefairy thì có thể hút các chiêu thức của Chimpao về bản thân. Còn đặc tính của Wuchin sẽ làm giảm sát thương vật lý lại một chút.
Shinpao đang cố gắng nhắm vào Clefairy, nhưng mà nhờ có đặc tính của Wu Jin thì nó cũng không quá đáng sợ. Giờ đây thì chúng ta đã set up Lead Seed bên phía Grimmsnarl thành công. Và chiêu ru ngủ này của Clefairy không thành công rồi. Nếu cả hai đối thủ không chịu trở vào bóng thì chúng ta sẽ cấu được máu của tụi nó ở mỗi lượt bằng chiêu Lead Seed này. Để phòng trường hợp Shinpao sử dụng chiêu hệ băng vào Wu Jin thì chúng ta sẽ Terra cho nó hình hệ độc. Chiêu Trick của Grimmsnarl sẽ đổi trang bị của nó với Pokemon được chỉ định. Và nó đã đổi Choice Spec cho Clefairy của chúng ta. Giờ đây thì khả năng hỗ trợ của Clefairy bị vô hiệu hóa rồi. Clefairy giờ chỉ sử dụng được chiêu ru ngủ thôi. Set up mầm cây lần 2 thành công. Và hy vọng là hai con Pokemon này sẽ đứng trụ đây hoài luôn. Chiêu ru ngủ tuy có 60% tỷ lệ trúng nhưng mà nó cũng đã thành công ru ngủ được Shinpao. Dù sao thì nó cũng khiến cho khả năng cấu máu của chúng ta được tăng cao đi. Chúng ta phải cố gắng bảo vệ Kyogre ở phía sau càng lâu càng tốt. Bởi vì nếu Kyogre ra lượt này thì rất có thể đối thủ sẽ sử dụng Corridon để đè trời nắng lên. Và lúc đó thì đầu ra sát thương của Kyogre sẽ bị giảm đi rất nhiều. Ở lượt này đối thủ đã sử dụng chiêu Trick để đổi vật phẩm của chúng ta thành Eviolite, một kiểu quấy rối cực kỳ khó chịu. Pollen Puff giúp hồi máu cho đồng minh, cụ thể là Clefairy thay vì tấn công đối thủ, giúp cho Clefairy có thể trụ sân tốt hơn. Khi mà lỡ Shinpao có thức giấc thì nó vẫn còn có thể sống. Mục đích của chúng ta giờ đây là cấu cho đến khi nào máu của con Shinpao nó về xuống thấp nhất có thể. Lúc này thì khả năng trụ sân của Wu Jin phải gọi là cực kỳ tốt. Và rất khó để hai Pokemon của đối thủ có thể hạ gục được Wu Jin nếu tụi nó không đổi Pokemon ra sân. Thunder Wave nhắm vào Clefairy. Và Shinpao đã thức giấc. Có thể hạ gục được Clefairy không? Cũng tới một nửa cây máu. Đáng sợ đấy. Runtation sẽ luôn luôn rút đi 50% cây máu hiện có của đối thủ. Chiêu này sẽ rất hữu dụng đối với những Pokemon có thể chống chịu tốt, vì nó chả cần biết phòng thủ của đối phương như thế nào, nó cứ thế mà rút thôi. Tôi có thắc mắc là tại sao đối thủ không rút Pokemon về nhỉ? Chắc họ cũng muốn bảo toàn Corridon ở phía sau để mà có thể đè lại thời tiết trời nắng của Kyogre, thì nó phải là Pokemon ra cuối cùng. Clefairy đã xuất sắc trụ lại được 4 hiệp. Chúng ta sẽ hồi máu thêm 50% cho Clefairy, giúp cho Shinpao phải luôn luôn chịu đứng đó. Một lần nữa nó đang ngủ. Nếu mà Shinpao vẫn đứng đây thì có khả năng chúng ta sẽ hạ được Shinpao trong lượt này. Còn con Grimmsnarl thì tôi không chắc. Ui chà, con Grimmsnarl cũng hơi khó nhỉ. Sinh lực của Wu Jin sẽ luôn được bảo đảm, nên chúng ta cũng không cần quá lo lắng về Wu Jin. Chỉ có điều bên đối thủ sử dụng nhiều chiêu hiệu ứng hơi lạ so với một con Grimmsnarl nhỉ. Và nhờ cái sự ru ngủ của Shinpao mà chúng ta đã có thể hồi máu hoàn toàn cho Clefairy một lần nữa, nó dính chiêu ru ngủ. Tuyệt vời. Cả hai Pokemon của đối phương đều đã bị ngủ. Nếu giờ hai đứa nó rút về thì lượt sau cũng sẽ chết dưới tay con Kyogre thôi. Còn một chút xíu nữa là con Shinpao đã ngủm. Cái đáng sợ của chúng ta là con Kyogre có tốc độ chậm hơn Shinpao. Nhưng giờ đây hai tụi nó đã ngủ rồi, cho nên là Kyogre tung sức mà quẩy. Và không còn sợ chiêu Thunder Wave bị tê liệt của Grimmsnarl nữa.
Hy vọng là lượt này tụi nó vẫn ngủ, thì chúng ta sẽ kết thúc được hai đứa này. Đợi đến khi cô Raidon ra thì chúng ta sẽ rút Kauger về lại. Chimpa cùng Krishno vẫn ngủ và chúng ta đã có thể hạ gục được hai đứa này. Và chúng ta rất có khả năng sẽ hạ được hai đứa này mà lượng máu của Kauger vẫn được giữ nguyên, để cho sát thương của Chihuahua The Spa vẫn là cao nhất. Có vẻ như đối thủ sẽ cho ra Corridor ngay lúc này. Đúng như dự đoán, Corridor ra để đè thời tiết của Kauger. Nhưng không sao, chúng ta đã có thể rút Kauger về lại, vì chúng ta vẫn còn Clefairy. Họ cũng đã Terra cho Corridor trở thành hệ thép. Có vẻ như bên đó là đoán được chúng ta sẽ sử dụng chiêu Ice Beam cho Corridor thay vì sử dụng chiêu Water Spout. Tiếc là đối thủ đã có thể làm tê liệt được Kauger. Nhận thấy tình huống này khá là nguy cấp cho nên là... rồi rút Kauger về liền. Để ở đây là thành nồi cá hấp luôn. Họ đã đoán được chúng ta sẽ sử dụng chiêu Ice Beam, nên sát thương phải nhận sau khi Terra hệ thép không quá đáng kể. Cơ mà chúng ta đã có thể rút Kauger về, rồi sau này sử dụng chiêu hệ nước một cách thoải mái. Clefairy đã ra trận, nhờ đó mà có thể chặn được một nửa sát thương của chiêu hệ giác đấu của Corridor. Cơ mà lượt sau chúng ta phải cẩn thận vì Corridor rất có thể sử dụng chiêu hệ thép để khắc chế lại Clefairy. Rút Pokemon về cũng không phải là vô nghĩa đâu. Đó là một nước đi tính toán vô cùng chính xác. Chứ mà để Kauger ở lại thì chắc giờ thành nồi canh chua cá hú rồi. Bên họ vẫn còn con Pokemon thứ tư mà ta. Tại sao họ lại vẫn ở đây mà để cho chúng ta hút máu vậy nhỉ? Chắc họ khá tự tin về khả năng gây sát thương của Corridor. À thì ra con Corridor bên kia không có chiêu hệ thép. Nhưng dù sao có chiêu hệ thép hay không thì không có ý nghĩa, mà ý nghĩa là Clefairy đã ngủm rồi. Và Runtation sẽ giúp rút đi một nửa lượng máu của Corridor. Từ nãy đầu trận tới giờ mà Wuxin vẫn đứng yên. Tôi nghĩ đây là nên là tiêu điểm của Wuxin mới đúng hơn á. Nếu mà bên kia vẫn còn tự tin không rút Corridor về thì họ sẽ chết trong lượt này đó. Grimmsnarl đã ngủm. Giờ đây chúng ta còn hai Pokemon lận mà. Overkill với đặc tính bơi nhanh sẽ rất tuyệt vời khi con Grimmsnarl gây tê liệt đã đi bắn muối. Và giờ đây thì nếu nó đang trong trời mưa, tuyệt vời. Đối thủ cuối cùng mà chúng ta phải đối đầu đó chính là Entei. Mà Overkill thì có sẵn chiêu hệ nước trong người, cùng với đặc tính bơi nhanh, sẽ là khắc tinh cứng của hai con Pokemon này trong trời mưa. Vì đối thủ còn hai Pokemon thôi, nên họ sẽ không rút về được và để thời tiết lại được nữa. Sát thương cực kỳ khủng khiếp đến từ Overkill. Collision Core. Vì mang trong mình sức mạnh khá tốt là độc vào bóng tối, cho nên là các chiêu hệ giác đấu không có tác dụng mấy với Overkill. Họ sử dụng Swagger thay vì sử dụng Extreme Speed à? Chiêu Lich Seed đã phát huy tác dụng.
nó sẽ vẫn hỗ trợ đồng minh rút máu đối thủ cho dù là Pokemon sử dụng để rút về bóng. Giữ lại Overkill sẽ là nhân tố quyết định trận thắng của chúng ta. Wuxin thì còn đầy máu cho nên chúng ta cứ tự tin cho nó ra sân thôi. Chính xác là bên kia có Extreme Speed. Nếu không rút Overkill về kịp thời thì chúng ta có lẽ đã ngẫm và Kyogre vẫn còn sống. Nó sử dụng Origin Pulse thành công. Do chiêu Water Spout gây sát thương phụ thuộc vào lượng máu, mà thấy máu đã ở màu vàng rồi thì chiêu Water Spout sát thương sẽ không còn quá lớn nữa. Nên thay vào đó chúng ta sẽ có chiêu Origin Pulse. Tuy là tỷ lệ trúng có 85% thôi, nhưng rất xứng đáng để đánh đổi. Và thế là chúng ta giữ nguyên được 3 Pokemon. Trận đấu kết thúc. Tổng kết là một trong những Pokemon xuất hiện từ thời xa xưa, Kyogre đã mang lại những cơn mưa lớn đầu thu để dập tắt cái nắng oi bức. Với đánh giá của chúng mình thì Kyogre sẽ là Pokemon dẫn đầu trong thời tiết trời mưa này, cùng với khả năng tấn công lẫn phòng thủ đều rất tuyệt vời, giúp gia tăng thêm sự linh hoạt trong các tình huống đồng đội. Kyogre trong chiến thuật mà tụi mình lựa chọn tuy không quá khó, nhưng sẽ cần kha khá những kinh nghiệm để chiến đấu từ các nhà huấn luyện để tối ưu sức mạnh của các Pokemon dẫn đến chiến thắng. Vậy nên để đưa ra đánh giá cho Kyogre thì tụi mình sẽ dành cho Pokemon này là 4,5 trên 5 sao qua những cơn mưa mà Pokemon này có thể mang lại trên đấu trường. Ở trên là toàn bộ thông tin mà tụi mình đưa ra để giúp các bạn hiểu hơn về Pokemon cũng như là lối chơi của các Pokemon đó. Mong các bạn sẽ có thật nhiều thắng lợi trên đấu trường với Pokemon này, giúp đấu trường VGC xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ và làm mới đấu trường nhiều hơn nữa. Nếu còn có gì thiếu sót về Pokemon này thì hãy góp ý cho tụi mình ở phần bình luận bên dưới nha. Đừng quên thì mọi người có thể đưa ra những Pokemon mọi người yêu thích để tụi mình xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh Pokemon đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong tiêu điểm VGC tuần sau. Bye!